mình lại quay cái clip để các bạn thấy lần thứ ba vì vẫn bị câu chuyện hết dùng lượng. Và mình sẽ review thật nhanh thôi, tại vì mình sợ là điện thoại mình cũng không còn nhiều nữa. Thứ nhất là đây là các lớp này, Jasmine Calendar. Về vị cảm nhận ban đầu thì các này có mùi mở ra thì không thấy mùi. Đây là vị cà phê nhá, nhưng mở ra thì không có cà phê, mà mùi giống như chanh ấy. Nhưng mà thực sự thì rất là hay, thú vị là khi mà mình đổ nước vào xong và nó bị quán khục thì mùi cà phê lên rất nồng, tức là nó lại ngon ngon giống y kiểu kẹo cà phê ấy nhá. Đây là review về hình dạng các cát này có, nó không vó như tất cả các cát thông thường mình hay thấy ấy, mà nó là cái hình đấy giống như các viên sỏi nhỉ, giống như các những cái viên sỏi rất là nhỏ ấy, viên thường sỏi nhỏ và cũng rất khá khó vỡ này, chứng tỏ là nó sẽ ít bụng, đấy là điều chắc chắn. Nói chung là mình khá ưng cát này khi mà nhị vừa nhìn từ ban đầu. Đây đấy, bây giờ mình sẽ đổ nước nhé, tại vì đây là lần thứ ba rồi, lần đầu mình đổ 20ml, lần này mình sẽ chỉ đổ 10ml. Clip nhé.